Phong cách tối giản luôn đem lại hiệu quả cao trong việc tạo vẻ ngoài sang chảnh và cao cấp. Vậy nên một em váy phong xương màu nâu tây này chắc chắn sẽ chinh phục được mọi chị em khó tính nhất nha. Luôn là chất liệu cốt tông loại 1, váy phong nhà Mega đảm bảo chất vải xịn sò, dày dặn và co giãn 4 chiều. Hình yên chuyển nhiệt trên áo cực kỳ đẹp và sắc nét, chị em sẽ không phải lo bị phai màu hoặc là bong chóc sau mỗi lần giặt nha. Màu nâu tây này mặc lên cực xinh chị em ơi, tông màu này đang rất hot mùa hè năm nay, mặc vừa tôn da lại vừa thời trang lắm. Phong váy phong quá rộng chỉ phù hợp với những em gái tuổi teen, phong quá ôm và bó sát thì chị em mặc sẽ không thoải mái và dễ lộ nhiều khuyết điểm. Riêng phong váy phong của nhà Mega Fashion sẽ giải quyết mọi vấn đề cho các nàng, bởi váy vẫn là thiết kế dáng suông, mặc vẫn thoải mái dễ chịu nhưng không bị rộng thùng thình, phần eo thì được chiết nhẹ một chút giúp người mặc trông gọn gàng và thon thả hơn. Mix đồ đơn giản với đôi giày thể thao màu trắng để có tổng thể trẻ trung năng động, vô cùng phù hợp để diện đi chơi mùa hè nha.